gia châu Á, 20 năm nữa Trung Quốc mới bằng Việt Nam. Các chuyên gia và cựu tuyển thủ bóng đá Trung Quốc đã có những phân tích về đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup. Tối ngày 14 tháng 1, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu một trận cầu đầy cảm xúc trước đội tuyển Nhật Bản. Theo đó, dù để thua nhưng thầy trò huấn luyện viên Philippe Chaussier đã ghi được hai bàn thắng vào lưới đối thủ nhờ những pha lập công của Đình Bắc và Tuấn Hải. Màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam nhận về cơn mưa lời khen từ truyền thông và giới chuyên gia châu Á. Mới đây, bình luận viên Zhong Lu của Trung Quốc cho biết đội tuyển Trung Quốc muốn chơi như một đội bóng lớn nhưng lại không thể kiểm soát bóng như mong muốn. Họ nên giải phóng đầu óc và học hỏi đến nơi đến chốn. Theo đà này, Trung Quốc sẽ phải mất 20 năm để vượt qua Việt Nam và 50 năm để thắng Nhật Bản. Trong khi đó, cựu tuyển thủ Liu Yiwei cho rằng đội tuyển Việt Nam đang đi theo con đường đúng đắn giống bóng đá Nhật Bản. Trước sức ép cực đại của Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể thực hiện các pha phối hợp ngắn xuất sắc để thoát khỏi áp lực. Tất nhiên, đôi lúc họ cũng phải sử dụng những đường truyền dài và làm mất bóng, nhưng điều đáng chú ý ở đây là sự tự tin của các cầu thủ cùng với khả năng di chuyển để nhận bóng thuận lợi. Họ cũng nhiều lần thể hiện kỹ năng, ý thức triển khai bóng nhanh và hiểu biết chiến thuật tổng thể. Đội tuyển Việt Nam một lần nữa chứng minh rằng con đường họ đang đi rất giống với Nhật Bản. Sự kiên trì của họ chắc chắn sẽ được đền đáp. Sau trận, huấn luyện viên Philippe Chaussier cũng dành cho các học trò nhiều lời khen ngợi. Tôi rất hài lòng vì sự cố gắng của tất cả các cầu thủ thi đấu ngày hôm nay. Ngoài ra, tôi cũng xem trận đấu này như là một phần của chặng đường 3 trận đấu vòng bảng. Mục tiêu của chúng tôi là đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp. Nếu đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng hay thất bại trước Nhật Bản cũng chưa thể đảm bảo chắc chắn xuất đi tiếp. Nhưng trận đấu này mang tính chất như knockout. Không chỉ riêng truyền thông Trung Quốc, báo chí châu Á cũng đồng loạt vinh danh đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Chaussier. Đây sẽ là nguồn động lực lớn đối với đội bóng áo đỏ trước thềm trận đấu gặp đội tuyển Indonesia vào ngày 19 tháng 1 tới đây. Huấn luyện viên Thái Lan, tôi muốn cầu thủ thi đấu như đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Masatada Isi của đội tuyển Thái Lan bất ngờ nhắc tới đội tuyển Việt Nam để khích lệ tinh thần cầu thủ đội nhà. Ngày 15 tháng 1, huấn luyện viên Masatada Isi và đội trưởng Jirathorn Bunmathan đã bước vào buổi họp báo trước thềm trận đấu với Kyrgyzstan diễn ra vào ngày 16 tháng 1. Theo đó, chiến lược gia người Nhật Bản bất ngờ nhắc tới đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ Thái Lan được đánh giá có năng lực cá nhân cao. Nhưng điều tôi mong muốn là mọi người có thể thi đấu với sự cống hiến 100%. Giống như tôi đã thấy ở trận Việt Nam gặp Nhật Bản, Thái Lan cũng là một đội bóng của Đông Nam Á. Tôi muốn các cầu thủ chơi bóng như Việt Nam, không bao giờ bỏ cuộc và là một chiến binh trong suốt cả trận đấu. Đánh giá về đối thủ Kyrgyzstan, huấn luyện viên Isi cho biết chúng tôi chưa bao giờ gặp một đội Trung Đông trước đây. Tất nhiên, đội mạnh nhất bảng là Ả Rập Xê Út và chúng tôi có thứ hạng toàn cầu thấp nhất bảng đấu nhưng cơ hội không phải là không có. Sự vắng mặt của Terasin Dangda và Chanathip Songkrasin tại ASEAN Cup đều là những điều vô cùng đáng tiếc nhưng đội tuyển Thái Lan vẫn còn Jirathorn Bunmathan và những cầu thủ tiềm năng khác. Thái Lan tự tin hoàn thành tốt nhiệm vụ, huấn luyện viên Masatada Isi nói thêm. Trong khi đó, đội trưởng Jirathorn Bunmathan cho biết toàn bộ các cầu thủ đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho trận ra quân. Các cầu thủ đã chuẩn bị tốt về cả tinh thần và thể chất cho trận đấu này. Theo như tôi thấy thì mọi người đều không có vấn đề gì, toàn đội thích nghi rất tốt. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ nhau 100% về cả chiến thuật lẫn tinh thần và cố gắng đạt được từng mục tiêu ở giải năm nay. Đã đến lúc phải chứng minh mọi thứ. Chúng tôi cũng có một huấn luyện viên người châu Á và sẵn sàng chiến đấu ở cấp độ châu Á. 26 người đều có đủ thể lực và tinh thần để chứng tỏ bản thân, Jirathorn nói thêm. Trận ra quân giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Kyrgyzstan sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 16 tháng 1 năm 2024. Xét về tương quan lực lượng, bầy voi chiến hoàn toàn có thể nghĩ tới một chiến thắng ở trận đấu này. Đội tuyển Việt Nam nhận thưởng cực lớn sau trận thua Nhật Bản. Sau màn trình diễn đầy thuyết phục trước Nhật Bản, thầy trò huấn luyện viên Chaussier được VFF thưởng gần 1 tỷ đồng. Ngay trong tối ngày 14 tháng 1, để ghi nhận sự cố gắng của thầy trò huấn luyện viên Chaussier, lãnh đạo VFF đã quyết định thưởng nóng cho đội tuyển Việt Nam số tiền 800 triệu đồng. Đây sẽ là nguồn động viên cực lớn dành cho đội bóng áo đỏ để thi đấu hai trận tiếp theo ở vòng bảng Asian Cup 2024. Ở trận đấu với Nhật Bản, dù không giành được điểm số nhưng các cầu thủ áo đỏ đã có màn trình diễn vô cùng quả cảm và có sự tiến bộ vượt bậc trong lối chơi. Theo đó, đội đã ghi được hai bàn thắng vào lưới Samurai xanh nhờ công của Đình Bắc, phút 14, và Tuấn Hải, phút 33. Thậm chí có những thời điểm trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam còn vươn lên dẫn trước đối thủ với tỷ số 2-1. Phát biểu sau trận đấu,
Huấn luyện viên Philip Chu-xie cho biết ông hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Tôi rất hài lòng vì sự cố gắng của tất cả các cầu thủ thi đấu ngày hôm nay. Ngoài ra, tôi cũng xem trận đấu này như là một phần của chặng đường 3 trận đấu vòng bảng. Mục tiêu của chúng tôi là đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp. Nếu đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng hay thất bại trước Nhật Bản cũng chưa thể đảm bảo chắc chắn suất đi tiếp, nhưng trận đấu này mang tính chất như knockout. Sau khi trận đấu kết thúc, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá châu Á và lãnh đạo các liên đoàn bóng đá có mặt tại sự kiện đều gửi tới Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn lời chúc mừng và khen ngợi đội tuyển Việt Nam về màn trình diễn đầy bất ngờ, đặc biệt hai bàn thắng vào lưới đội tuyển mạnh Nhật Bản. Đồng thời chúc đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt, hoàn thành mục tiêu tại vòng chung kết Asian Cup 2024. Hôm nay 15 tháng 1, thầy trò huấn luyện viên Philip Chu-xie quay trở lại guồng tập luyện cho trận đấu gặp Indonesia ngày 19 tháng 1. Ở buổi tập này, chiến lược ra người Pháp chủ yếu cho nhóm cầu thủ không ra sân và thi đấu ít thời lượng trận gặp Nhật Bản tập luyện. Toàn đội sẽ có 4 ngày nghỉ ngơi và tập luyện trước khi bước vào trận đấu thứ hai. Chuyên gia bóng đá Nhật Bản thán phục chiến thuật của huấn luyện viên Chu-xie. Chuyên gia bóng đá Nhật Bản Florent Dabadi đã hết lời ca ngợi chiến thuật của huấn luyện viên Philip Chu-xie. Florent Dabadi là cựu trợ lý ngôn ngữ của huấn luyện viên Chu-xie ở đội tuyển Nhật Bản trước đây. Sau này, ông trở thành nhà báo, chuyên gia bóng đá định cư ở Tokyo. Giống như nhiều chuyên gia khác, Florent Dabadi đã đưa ra bình luận, nhận định về trận đấu giữa tuyển Nhật Bản và Việt Nam tại Asian Cup 2023 hôm qua. Cho dù được đánh giá cao hơn về mọi mặt, nhưng Samurai Xanh chỉ có thể giành chiến thắng 4-2 với bàn ấn định tỷ số ở cuối trận. Họ thậm chí bị tuyển Việt Nam dẫn ngược 2-1 ở giữa hiệp 1 trước khi chiếm lại lợi thế nhờ siêu phẩm của Keito Nakamura. Trên trang cá nhân, Florent Dabadi ca ngợi chiến thuật của huấn luyện viên Chu-xie. Ông cho biết huấn luyện viên người Pháp giúp ông nhớ lại thời kỳ hoàng kim của sơ đồ 3 trung vệ giăng ngang. Florent Dabadi viết, chiến thuật của huấn luyện viên Chu-xie là sử dụng sơ đồ 5-4-1 đối phó với 4-2-3-1 của Nhật Bản. Ưu tiên của ông ấy là ngăn chặn các đợt tấn công từ trung lộ. Khi Nhật Bản tấn công cánh, các cầu thủ Việt Nam tạo thành khối phòng ngự chặt chẽ. Các tiền đạo cánh của họ cũng lùi về rất sâu và phòng ngự rất xuất sắc. Sự sắp xếp của huấn luyện viên Chu-xie khiến tôi nhớ về giai đoạn hoàng kim của sơ đồ 3 trung vệ giăng ngang. Những thay đổi của ông ấy trong hiệp 2 cũng rất thú vị. Nếu không có Takumi Minamino trong cả tấn công lẫn phòng ngự, có lẽ chúng tôi đã thua. Sự chuẩn bị của huấn luyện viên Chu-xie, tôi chúc họ mọi điều tốt đẹp ở vòng loại World Cup. Tương tự như Florent Dabadi, nhiều người hâm mộ Nhật Bản cũng hết lời ca ngợi huấn luyện viên Chu-xie sau màn trình diễn của tuyển Việt Nam. Họ cho rằng huấn luyện viên Chu-xie xứng danh phù thủy trắng khi giúp tuyển Việt Nam tạo ra thế trận tốt và ghi hai bàn vào lưới Nhật Bản.